Xin được nồng nhiệt chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt chương trình, tôi xin được gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, hòa chung trong không khí cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9. Được sự nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên xã Diễn Thành tổ chức hội thi văn nghệ thiết thực chào mừng ngày lễ lớn của đất nước. Kính thưa quý vị, cách đây 79 năm, vào tháng 8 năm 1945 lịch sử, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân vùng lên, đập tan xiềng xích của chế độ thực dân phong kiến và giành lại nền độc lập cho dân tộc. Từ cuộc cách mạng vĩ đại đó,
một tràng vỗ tay thật lớn cho một tiết mục mở màn vô cùng đặc sắc đến từ đơn vị chi đội 11. Và tiếp theo chương trình sẽ là tiết mục nhảy sẽ chiến thắng đến từ đơn vị chi đội 6.